Chủ ngợp tiền nha, đang cần bán gấp bán rẻ một cái thửa đất có sổ hồng sẵn nè, tổng diện tích 140 mét vuông, với có sẵn 110 mét vuông là đất thổ cư, đất cốc hai mặt tiền rất là đẹp luôn. Dạ em Phượng xin kính chào cô chú anh chị ạ. À, hiện tại em đang có mặt tại ấp Dầu, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Trên mặt tiền đường bê tông này là đường bê tông 2,2 mét nha anh chị. Dạ, cái thửa đất mà chủ ký gửi bán là ngay cái vị trí này đây, cốc hai mặt tiền. Trên màn hình của em á là mặt tiền xây về hướng tây nha. Dạ, còn cái góc bên này là mặt tiền xây về hướng bắc. Đất thì có chiều ngang á là 5 mét, được tính từ cái trụ bê tông này nè anh chị. Kéo dài qua đây 5 mét, xuống đây là 16 mét, đá hậu in lò ra 7 mét nữa. Dạ. Còn cái cạnh bên này nè, cái cạnh bên này á là dài 23 mét, tới dưới này chỗ cái cây dừa cao đó anh chị. Dạ. Ấp Dầu, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, 140 mét vuông, có là 110 mét vuông là đất thổ cư. Dạ. Đây mình ra ngoài chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim á, thì chỉ tầm khoảng 1,8 cây số đến là 2 km thôi anh chị. Dạ. Hay nha. Mình cách đường đan 6 mét, đường của ấp Dầu á là chỉ khoảng là 150 mét thôi. Mình cách đường ô tô hiện tại này ngay cây cái mặt tiền hướng bắc này, mình chừa rẽ qua đây khoảng 20 mét á là đã ra đường ô tô vào rồi. Khu vực này thì dân cư sống rất là đông đúc nha. Thủ đất này rất là đẹp, đất thì cao ráo bằng phẳng mà dân cư xung quanh đông đúc. À, chủ có cần tiền bán gấp, anh chị kêu bán cái thửa đất này chỉ có 280 triệu đồng thôi, sổ hồng sẵn nè, pháp lý rất là rõ ràng luôn. Anh chị cô chú mình á ở xa về xem đất thậm chí có thể gặp chủ xem sổ rồi ra công chứng trong ngày luôn ạ. À, đất sạch đẹp không mồ mả này, do mấy cái đợt mưa rồi nè, cỏ nó lên rất là nhiều, rất là cao ráo bằng phẳng nha. Khu vực này thì dân cư sống khá là đông luôn nha anh chị. Đây mình đi theo cái mặt tiền hướng bắc này chỉ khoảng tới đây, mình rẽ qua khoảng tầm 150 mét là mình đã tới cái đường ranh 6 mét ấp Dầu rồi. Dạ, từ thành phố Hồ Chí Minh anh chị cô chú mình về đến thửa đất này thì chỉ khoảng là 65 km thôi. Mình ra tỉnh lộ 876 á là khoảng 1,3 km ạ. À, dạ, chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, phòng khám đa khoa khu vực Vĩnh Kim là chỉ khoảng là 1,8 đến 2 km. Ấp Dầu, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, 140 mét vuông, có sẵn 110 mét vuông. Đây, tuyến đường của mình thì thông thoáng nha anh chị. Đây nè, đường này á mình đi lên khoảng 150 mét á, là mình cũng sẽ ra đường đan, đường bờ Tam Bảo nha, đường ô tô luôn. Đường thì thông thoáng, 140 mét vuông, có sẵn 110 mét vuông là đất thổ cư, chỉ có 280 triệu đồng thôi. Mình cách đường Đa Nát Dầu á chỉ khoảng đó là 150 mét, mình cách đường ô tô hiện tại á là khoảng 20 đến 30 mét thôi anh chị. Đất sạch đẹp nha. Đây, cốc hai mặt tiền rất là sáng sủa luôn. Đây nha, mặt tiền này của mình là hướng bắc nha, còn mặt tiền này mình là hướng tây. Khu vực dân cư đông đúc, điện nước wifi kéo ngang đất nè, đối diện với đất mình. Đây, đối diện nhà hàng xóm mình đó là nhà có ô tô sẵn rồi nha anh chị. Đây, khuôn viên đất rộng rãi nha, ngang 5 mét, đá ăn hậu nở ăn lò là 7 mét nha. Tổng là 140 mét vuông, có sẵn 110 mét vuông là đất thổ cư. Cách chợ trường học chỉ khoảng là 1,8 đến 2 km thôi. Về thành phố Hồ Chí Minh là 65 km ạ. Dạ, em Phượng tới từ vị trí của mốc bến xe miền Tây nha. Chủ cần tiền gấp nên bán rẻ thửa đất này chỉ 280 triệu đồng thôi ạ. Giá này chủ bao hết giấy tờ thuế phí công chứng sang tên để khi ra sổ cho mình luôn, và cam kết không phát sinh thêm bất kỳ các khoản chi phí nào nữa ạ. Đất thì có ranh giới cột mốc rõ ràng, sổ hồng sẵn luôn. Dạ rồi, anh chị cô chú có quan tâm đến thửa đất em đang giới thiệu, vui lòng gọi cho em qua số điện thoại 0947 071 309 nha. Dạ, em xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào ạ. À.